sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Cái gì startup cũng nhận số 1 sau cần xác đầu tư? Định giá doanh nghiệp 10 triệu đô, startup khẳng định dự án phù hợp với xu thế thị trường, tuy nhiên xác bình cho rằng tương lai cũng phải được định giá bằng công thức. Trong tập 9 chương trình Sắc Tanh Việt Nam phát sóng tối 18 tháng 9, Ninh Gia Hạnh, CEO của dự án MyXteam, tham gia chương trình để kêu gọi 100.000 đô cho 1% cổ phần, tối đa 20% cổ phần. Startup giới thiệu MyXteam là nền tảng giao tiếp quản lý công việc. Phần mềm sẽ kết nối tất cả đầu việc trong dự án lại với nhau, giúp làm việc hiệu quả hơn. Về chức năng cơ bản, sau khi lập kế hoạch những công việc cần phải làm, MyXteam sẽ theo dõi, nhắc nhở nhân viên đó. Thứ hai, nền tảng tương tác trên đầu công việc nhằm không bị trôi dữ liệu. Bên cạnh đó là chức năng đưa dữ liệu lên cloud và báo cáo. Tính bảo mật của MyXteam hoàn toàn mã hóa. Startup khẳng định điều MyXteam hướng đến không chỉ là bán hàng mà còn là quản trị công việc, gia đình hay kế hoạch đầu tư. CEO Ninh Gia Hạnh cho biết dự án hiện có 1.200 khách hàng đã thanh toán, 500 khách hàng thường xuyên trả tiền và 80.000 sử dụng miễn phí. Doanh số mỗi tháng dao động 400 đến 500 triệu đồng. Sau 4 năm, lợi nhuận của công ty không đáng kể. Nhận thấy tỷ lệ khách hàng rời bỏ phần mềm ở mức cao, lên đến 60%, Sắc Dũng nhận định với mô hình này, đội ngũ sale phải hùng hậu và làm việc liên tục. Đáp lại, Ninh Gia Hạnh cho rằng bây giờ cần tập trung vào công nghệ về sale. Chúng tôi không dùng con người để sale, chúng tôi dùng công nghệ, CEO MyXteam nói. Startup cho biết, một tháng công ty tiêu 100 triệu đồng cho quảng cáo, riêng cho online là 20 triệu đồng. Tháng vừa rồi, MyXteam có thêm 50 khách hàng mới với 4 nhân viên tư vấn bán hàng. Nếu kêu gọi thành công, số vốn lên đến 2 triệu đô, Ninh Gia Hạnh cho biết sẽ dùng số tiền này để tạo ra khoảng 11.000 lượt khách hàng thanh toán. Sau đó sẽ dùng doanh thu vào vòng quay vốn marketing. Xác bình đề nghị CEO Ninh Gia Hạnh đưa ra căn cứ, công thức định giá MyXteam lên đến 10 triệu đô. Startup cho rằng dự án công nghệ là tương lai của thị trường, phù hợp với xu hướng. Đó là tương lai, tôi bán cái tương lai chứ không bán cái hiện tại, Ninh Gia Hạnh khẳng định. Tương lai cũng phải được định giá bằng công thức chứ, Sắc Bình nói. Nhà sáng lập kiêm chủ tịch của Nextech Group đưa ra ví dụ trong ngành công nghệ. Có rất nhiều phương pháp định giá bằng dự phóng tương lai, chiết khấu dòng tiền. Dựa trên các công thức định giá, Sắc Bình nhận thấy giá trị doanh nghiệp CEO Ninh Gia Hạnh đưa ra chưa phù hợp nên quyết định không đầu tư. Startup cho rằng MyXteam đang là dự án tốt nhất. Thị trường chỉ có MyXteam làm câu chuyện này. Sắc Dũng chia sẻ vì cái gì startup cũng khẳng định là số 1 rồi nên quyết định không đầu tư. Đồng quan điểm, Sắc Việt không đầu tư vào những ông số 1. Sắc Hưng bày tỏ sự quan ngại trước dự án nên quyết định không đầu tư. Chỉ có Sắc Liên đưa ra offer 100.000 đô cho 20% cổ phần. Nếu startup muốn sau này có thể trả lại tiền để đổi lấy cổ phần không tính lãi. Tuy nhiên, CEO Ninh Gia Hạnh của MyXteam lập tức từ chối lời đề nghị. Như vậy, thương vụ gọi vốn của CEO Ninh Gia Hạnh đã không thành công. Từ new.zing.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.